Rồi giết con cá ở đó nha, giết cá vàng luôn nè. Đi xa vô hả con, giết con vàng. Giết cá vàng luôn. Đó, trời ơi. Trong đêm miên man từng dòng thư em trao anh. Phúc Khang xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang sẽ đi trải nghiệm ở Cần Giờ câu cá răng lưới như thế nào nha cô chú anh chị và các bạn. Thì Phúc Khang làm cái video trải nghiệm tại Cần Giờ khu rừng sát câu cá răng lưới như thế nào thì Phúc Khang xin mời cô chú anh chị và các bạn đón theo dõi video của Phúc Khang. Thì video này Phúc Khang làm là khá dài cho nên là Phúc Khang chia ra nó nhiều phần. Phúc Khang mời cô chú anh chị và các bạn theo dõi. Hôm nay là Phúc Khang sẽ làm một cái phần 1, phần đầu tiên Phúc Khang sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn khu địa điểm cũng như là khu rừng sát như thế nào. Mời cô chú anh chị và các bạn đón xem. Cô chú anh chị và các bạn xem video đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Phúc Khang đang ở phà Bình Khánh, chuẩn bị qua Bình Khánh để Phúc Khang tiến thẳng về huyện Cần Giờ. Thì Phúc Khang đến huyện Cần Giờ là đến cái khu vực như là rừng sát. Thì cô chú anh chị và các bạn ai cũng biết cái khu rừng sát là ngày xưa như thế nào. Thì Phúc Khang sẽ trải nghiệm đến đó câu cá răng lưới để trải nghiệm biết để cái cuộc sống những người dân đi đánh bắt cá câu cá răng lưới như thế nào nha cô chú anh chị và các bạn. Thì bây giờ Phúc Khang sẽ lên phà. Hiện tại Phúc Khang đang ở bên huyện Cần Giờ nha cô chú anh chị và các bạn. Thì Phúc Khang làm cái video này là phần 1, Phúc Khang sẽ giới thiệu cái khu Cần Giờ xung quanh khu rừng nước nó như thế nào nha cô chú anh chị và các bạn. Phần 1 này thì Phúc Khang sẽ làm cái phần giới thiệu thôi, cái đoạn đường Phúc Khang đi từ quận 7 qua bên Cần Giờ như thế nào. Từ ở Cần Giờ Phúc Khang sẽ vô đến cái địa điểm rừng sát để mình câu cá như thế nào, răng lưới như thế nào cho cô chú anh chị và các bạn xem. Cô chú anh chị và các bạn đón xem những cái phần 2, phần 3 tiếp theo của Phúc Khang. Phúc Khang xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Thì hôm nay mùng 7 Phúc Khang đi huyện Cần Giờ thì khách đi du lịch của huyện Cần Giờ cũng như là đi biển Cần Giờ cũng khá là đông nha cô chú anh chị và các bạn. Này, hãy test máy thử luôn con cái đậu luôn cái trống cỡ nào. Quá vỏ luôn. Chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang đi trải nghiệm câu cá tại Cần Giờ nha cả nhà. Thấy Phúc Khang có nón đã không? Đây. Ảnh đây bị trong của huyện Cần Giờ nè cả nhà. Thì hiện tại Phúc Khang đang ở dưới chiếc này gọi là người ta gọi là chiếc vỏ lãi nha cả nhà. Thì Phúc Khang sẽ đến cái địa điểm câu cá thì sẽ chạy qua khu vực rừng sát để Phúc Khang trải nghiệm câu cá cũng như là răng lưới
đánh bắt cá như thế nào cho cô chú anh chị và các bạn xem. Cô chú anh chị và các bạn xem video, đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn, để Phúc Khang có động lực sẽ làm những các video tiếp theo hấp dẫn hơn để gửi đến cô chú anh chị và các bạn xem. Phúc Khang xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều.
thông nha cả nhà. Quăng xéo này đừng quăng qua đây, quăng đây nó cũng trôi xuống này. Hiện tại thì Phúc Khang neo ghe lại để câu cá nha cả nhà. Cô chú anh chị và các bạn xem. Cho Phúc Khang một like, một đăng ký và nhớ cho Phúc Khang một bình luận để Phúc Khang biết, để Phúc Khang làm video nó sẽ tốt hơn nha cả nhà. Cái cây đằng kia kìa nó xéo rồi. Nó đang ăn kìa. Tàu ở thằng giặt đó. Đúng rồi. Tàu uống nước cá, cà phê, thuốc thôi chứ. Chị cũng không nổi giờ cái thằng giặt rồi chắc mạt luôn. Không ăn hút thuốc có nhiều đó. Nó bà uống ba cái chuyện này, uống càng khát dữ rồi. Mà nó đỡ buồn ngủ nha. Hả? Nó đỡ buồn ngủ. Đây hai bên mé rừng này nha cả nhà. Đước không? Nói rừng Cần Giờ là người ta biết rồi, một là rừng Cà Mau, hai. Có không con nặng tay không? Không. Nhẹ hiệu hả? Hết mỏi. Sao thấy cần cái giật giật vậy? Kéo lên luôn á, nhiều khi vướng trà, con nhấp nhấp kiểu đó là vướng cái trà là trợ cứu luôn á. Khi mà giật. Ok, cây này, cây này như ăn nè, cây này ăn nè. Cái cây này đang ăn nè. Đó 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 đó. Đó đó, đang ăn đó. Đúng rồi, đang ăn. Chị lại đi ra. Ở đây, chị ở đây. Cá đi. Coi chừng lên chứ con cá chà bá đi con. Nó nặng nữa. Kéo đi. Cá là nó sàn dây mình. Có giống sàn dây vậy. Rồi rồi. Dính nguyên cái cây chứ không phải cá. Có không? Có nhúc nhích gì không? Nó không sàn. Cái sàn qua đây ta. Sàn qua đây ta. Cái sàn qua đây ta. Rồi, sàn đâu nãy bạn quay vô ngoài đó mà. Sàn qua đây ta. Hấp lên. Rồi nó nữa, cá vàng nữa. Bữa nay chúng bánh rồi, nay chúng chúng ổ cá vàng rồi cả nhà ơi. Cái này cái gì vậy? Sàng, câu sàng. Cái sủ á. Cái sủ sao nó vàng dữ vậy ta? Cái lù đù á, người ta kêu bằng cá lù đù á. À. Cho bà con cô bác coi đi. À. Để chú quăng cái cần của con trước rồi. Cái vàng nè cả nhà. Bữa nay chúng cá vàng quá trời luôn. Ba cây, ba em cá vàng rồi. Cá cỡ này gãi cái video gì? Của Phúc Khang đến đây cũng khá dài. Xin phép cô chú và các bạn Phúc Khang kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo phần 2 trải nghiệm câu cá tại huyện Cần Giờ, khu rừng năm nay chắc Phúc Khang làm ăn được chị và các bạn. Cô chú ngày đầu khai trương câu quá chị cá, nhớ đón xem phần 2 của Phúc Khang. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn.